Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 11 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Công tác chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị. Điểm lại những thành tựu và đóng góp nổi bật của Phật giáo thành phố năng động nhất phía Nam trong sự phát triển chung của ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyên mục tiêu điểm bản tin An Viên 24 giờ. Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến thăm tri ân tập thể y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến số 10. Đến với làng Chóa để tìm hiểu về nghề làm hương đen hoàn toàn từ hương liệu tự nhiên. Thưa quý vị, vào 8 giờ sáng mai mùng 7 tháng 11, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được long trọng tổ chức tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Nội. Và ngay trong ngày hôm nay, những chuẩn bị cuối cùng đã được hoàn thành hướng về ngày hội lớn. Ghi nhận của phóng viên bản tin An Viên 24 giờ tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để chuẩn bị tốt nhất cho đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngay từ sáng sớm, banner khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay chủ đề 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội nhập và phát triển cùng đất nước được in trang trọng và treo tại cổng và lối vào của trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban tổ chức cũng đề cao công tác an toàn phòng chống dịch. Theo đó, Chư Tăng Ni, đại biểu đến dự lễ sẽ phải khai báo và test nhanh COVID-19 trước một ngày để các y bác sĩ lưu lại dữ liệu dịch tễ. Để đảm bảo các cái việc thủ tục nó đơn giản và nó thuận lợi cho cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, thì chúng tôi đã lồng ghép trong cái việc là vừa thực hiện cái giấy mời và thực hiện trong cái buổi triển khai phòng chống COVID trong cái buổi sáng hôm nay từ 8 giờ đến 11 giờ. Các cái đồng chí mà không đến test COVID được ở đây, thì trong quá trình thực hiện mà chúng ta thấy cái test về PCR mà vẫn còn hiệu lực theo cái quy định của nhà nước, thì khi các đồng chí đó cũng phải xuất trình trước cái việc kiểm soát của lúc đại biểu. Còn tại hội trường nơi sẽ diễn ra buổi lễ trực tuyến, không khí trở nên hối hả và gấp rút khi ekip kỹ thuật phải hoàn thành những công đoạn cuối cùng để kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành phố. Điểm cầu trực tuyến của Trung ương Giáo hội sử dụng thiết bị hiện đại để kết nối với các điểm cầu văn phòng 2 Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành phố còn lại. Qua đó hướng tới một buổi lễ ấn tượng thành công. Thì như chúng ta biết là cái công việc trang trí hoa và các cái khẩu hiệu cũng đã được hoàn thành từ điểm cầu trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay thì bộ phận kỹ thuật cũng đã test với Mặt trận Tổ quốc của 63 tỉnh thành phố, về cơ bản đường truyền rất là tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm ngày mai. Buổi lễ trực tuyến kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng mai ngày 7 tháng 11, tức ngày 3 tháng 10 âm lịch và phát sóng trực tiếp trên trang chủ Facebook của kênh truyền hình An Viên. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay 6 tháng 11 tại Hà Nội, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội tổ chức tọa đàm khoa học cấp quốc gia với chủ đề Giáo dục học đường Phật giáo Việt Nam 40 năm phát triển và những vấn đề đặt ra, với sự tham gia của nhiều học giả, nhà khoa học trên cả nước để nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng của sự nghiệp giáo dục Phật giáo trong thời gian tới. Tọa đàm khoa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 70 bài viết của các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực tham gia, tập trung thảo luận về 3 nội dung: thực trạng giáo dục Phật giáo hiện nay, 40 năm giáo dục đào tạo học đường Phật giáo Việt Nam, giáo dục đào tạo Phật giáo Việt Nam trước thực tiễn và yêu cầu mới. Theo đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp về giáo dục Phật giáo với công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với cách mạng công nghiệp thông tin 4.0. Từ đó, có các kiến nghị và giải pháp mang tính trước mắt và lâu dài. Trong 40 năm thì cái sự phát triển của giáo hội rất là lớn mạnh. Thì việc giáo dục tăng tài của giáo hội cũng phát triển rất là lớn mạnh. Vì vậy cho nên cái việc đào tạo tăng tài cho giáo hội để làm Phật sự
làm ích đạo đợi đời thì càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, theo kịp với lại cái sự phát triển của đất nước cũng như là của xã hội. Qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì có rất nhiều những ý kiến hay đóng góp vào cho Ban Giáo dục Phật giáo trong thời gian tới. Trong suốt 40 năm qua đấy, thì Phật giáo Việt Nam đã làm được rất nhiều công việc khác nhau và tạo ra một cái sự phát triển có thể coi như là một cái bước đưa Phật giáo vào một cái thời kỳ phục hưng mới. Và ngoài cái hệ thống gọi là đào tạo Phật giáo ở trường ốc ấy, thì đã có một cái sự phối kết hợp rất chặt với hệ thống giáo dục quốc dân. Và đấy chính là cái thành công rất là lớn, nó tạo ra một cái sự phát triển đồng bộ để nâng cao cái nhận thức của chính Phật giáo cũng như là lan tỏa những tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo đối với xã hội. Sau 40 năm, các học viện Phật giáo đã đào tạo trên 10.000 cử nhân Phật học, đang đào tạo trên 3.000 tăng ni sinh, cung cấp cho giáo hội nguồn nhân sự, đủ hạnh tuệ đảm trách sự nghiệp hoằng pháp trong các lĩnh vực khác nhau. Giáo dục Phật giáo chính là tấm gương sinh động và trung thực, phản ánh trình độ văn hóa, phản ánh rõ nét những thăng trầm của Phật giáo trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trong những ngày qua, đoàn lãnh đạo các tỉnh thành tiếp tục tới thăm và chúc mừng tới các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương, ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Long An và Cà Mau. Sáng hôm qua ngày 5 tháng 11 tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội. Tại đây, đoàn đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của Phật giáo tỉnh nhà từ ngày thành lập và phát triển đến nay. Đồng thời, bày tỏ mong muốn ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự trân trọng cảm ơn đoàn và khẳng định chư tăng ni, Phật tử luôn cố gắng mọi công tác Phật sự, làm các việc ích đạo, lợi đời. Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã đến trụ sở ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Huệ Chiếu thăm chúc mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt đoàn, ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân bày tỏ niềm vui và chúc mừng chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử, đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là các hỗ trợ an sinh xã hội trong đợt dịch COVID-19. Hòa thượng Thích Quang Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, thay mặt ban trị sự gửi lời tri ân đến phái đoàn và chúc lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh luôn thân khỏe, tâm an, thành tựu mọi nhiệm vụ. Cùng thời gian này, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã đón tiếp ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng chư tăng ni, Phật tử địa phương. Đoàn đã nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, đánh giá cao những hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đáp lời, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự đã thông tin những thành tựu của Phật giáo cả nước và tỉnh Long An đạt được. Đồng thời, khẳng định chư tăng ni, Phật tử tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Riêng tại tỉnh Cà Mau, ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dẫn đoàn đến thăm và chúc mừng ban trị sự, tăng ni Phật tử toàn tỉnh. Tại đây, đoàn chúc mừng và trân trọng cảm ơn những đóng góp, thành quả tốt đẹp mà Phật giáo Cà Mau đạt được trong suốt 40 năm qua. Đáp lời, Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự gửi lời cảm ơn đến đoàn và cho biết thời gian tới, Phật giáo tỉnh nhà sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, tô bồi văn hóa, đạo đức, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, tích cực hoạt động từ thiện, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Vâng thưa quý vị, ngày mai mùng 7 tháng 11, đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ được tổ chức trang trọng trên cả nước. Hòa chung không khí vui tươi, Phật giáo thành phố Đà Nẵng đã tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị, trang trí để chào đón đại lễ quan trọng này. Gần một tuần nay, hầu hết các tự viện tại thành phố Đà Nẵng đều được trang trí rực rỡ để chào đón đại lễ trọng đại của giáo hội. Tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện, chư tăng ni treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Ai cũng cảm thấy vui mừng, phấn khởi để chào đón ngày hội lớn. Và trong cái niềm vui này, tăng ni Phật tử Đà Nẵng tại các chùa
cũng hòa trong cái niềm vui hân hoan đó, chuẩn bị treo băng rôn, biểu ngữ, hoa quả để chào mừng đại lễ tại chùa chúng tôi. Thì trong quá trình xây dựng ngổn ngang, nhưng trong những ngày qua chúng tôi cũng đã cực lực tranh thủ dọn dẹp một cái không gian tạm thời để cho được trang nghiêm chào đón đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để đại lễ diễn ra được chu toàn, ngay trong sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã rà soát lần cuối về công tác chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng. Đây là sự kiện lớn đối với mỗi vị tăng ni Phật tử. Chúng tôi là những thế hệ sau năm 1975 rất là vô cùng phấn khởi thì năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ 40 năm thành lập. Mặc dù tình hình dịch bệnh cũng đang phức tạp, nhưng mà tổ chức online trực tuyến cho 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Có thể nói rằng đến thời điểm hiện tại, tất cả đều đã sẵn sàng cho sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày mai mùng 7 tháng 11. Tiếp tục bản tin là một số hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo các địa phương hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng nay ngày 6 tháng 11, tại xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, đại diện Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã khánh thành và bàn giao trường mầm non Lê Lai. Đây là ngôi trường thứ 11 mà Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội cùng các doanh nghiệp xây dựng cho bà con dân tộc khó khăn tại các tỉnh. Ngôi trường mới xây dựng có diện tích 123m², bao gồm 2 lớp học và 2 khu vệ sinh, với kỳ vọng góp phần đáng kể vào phát triển giáo dục tại địa phương. Dịp này, đại diện Ban Văn hóa Trung ương cũng trao quà đến các em nhỏ đang theo học tại đây. Còn tại tỉnh Đồng Nai vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 11, nhân dịp chào mừng 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 40 xe đạp tới các em học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại huyện Định Quán. Được biết, trước đó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng đã tặng xe đạp cùng nhiều trang thiết bị học tập cho các em học sinh khó khăn thuộc huyện Tân Phú và huyện Cẩm Mỹ. Trải qua chặng đường gần 40 năm từ ngày thành lập đến nay, với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội và triết lý vì con người, muốn mang đến cuộc sống hạnh phúc, an lạc, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành cùng dân tộc, vượt qua những thời khắc lịch sử cam go và đạt được những thành tựu vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bản tin An Viên 24 giờ hôm nay xin điểm lại những thành tựu và đóng góp nổi bật của Phật giáo thành phố năng động nhất phía Nam trong sự phát triển của ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tỷ lệ đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước. Đây được coi là đô thị đặc biệt, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Vì vậy, đây cũng là thành phố thu hút đông đảo dân cư từ nhiều vùng miền đến sinh sống và lập nghiệp, tạo nên sự đa dạng văn hóa và tín ngưỡng. Trong sự đa dạng đó, Phật giáo đã trở thành tôn giáo lớn nhất tại thành phố này. Và sự phát triển rực rỡ lớn mạnh như ngày hôm nay, tất cả đều bắt đầu từ một mốc son lịch sử, mùng 7 tháng 11 năm 1981, ngày thống nhất Phật giáo trên cả nước, ngày ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 7 tháng sau ngày này, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 6 năm 1982, tại chùa Xá Lợi đã diễn ra đại hội với 355 tăng ni Phật tử của 17 quận huyện để thành lập nên Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, trưởng ban tổ chức đại hội đã nhấn mạnh: Lần đầu tiên, cả trước và sau ngày giải phóng, giới Phật giáo thành phố chúng ta có một đại hội đại biểu Phật giáo đông đủ, phong phú, đa dạng về hình thức, đồng nhất về tinh thần đoàn kết. Mục tiêu của Chư Tôn Đức lãnh đạo Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là vận động toàn thể chư tăng ni Phật tử thành phố thực hiện tinh thần hòa hợp chúng, tăng trưởng tình đồng bào,
thắt chặt đoàn kết nội bộ và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết cùng đồng bào các giới. Bên cạnh đó, Thành hội Phật giáo thành phố nỗ lực đào tạo tăng ni có đủ tài và đức, nêu cao tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc, phát huy truyền thống bất tác bất thực, không làm không ăn, tiến hành xây dựng chương trình kinh tế nhà chùa, từng bước ổn định đời sống tu học. Đó chính là nền móng vững chắc cho sự phát triển của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 300 năm tồn tại, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo có số tăng ni tự viện lớn nhất cả nước, có uy tín lớn với 87 ủy viên thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, gần 13.000 tăng ni và hơn 1.460 tự viện cùng hàng triệu tín đồ. Trên cái cơ sở nền tảng hội tụ này thì các cái chương trình Phật sự ngày càng một hành thông, và đặc biệt đó là các cái chương trình về giáo dục, các cái chương trình về hoằng pháp, các cái chương trình về sinh hoạt, về hướng dẫn Phật tử, và đặc biệt đó là các cái chương trình về từ thiện xã hội. Cứ mỗi năm như vậy thì cái cấp độ gia tăng nó luôn luôn được ổn định và phát triển dần đều. Điều đó chúng ta thấy được cái tinh thần lãnh đạo và cái tính hội tụ của các thành viên, cũng như là sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và sự đồng tình ủng hộ của toàn thể tăng ni và tín đồ Phật tử trên địa bàn. 40 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Ban trị sự mà đứng đầu là Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tịnh, Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào và trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mà nay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã gặt hái được nhiều thành tựu, hoàn thành nhiều Phật sự mà Trung ương Giáo hội giao phó. Nếu như trong nhiệm kỳ 1, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 17 ban đại diện quận huyện và 6 ban ngành chuyên môn, thì sau 40 năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có 24 ban trị sự cấp quận huyện với 1.460 tự viện và gần 13.000 tăng ni với 12 ban chuyên ngành trực thuộc Trung ương Giáo hội. Như vậy, đến hôm nay, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh về mặt đạo pháp thì đã phát triển rất nhiều, các chùa chiền rồi được sửa sang, được xây dựng, được cất mới. Về hoằng pháp thì các vị trong ban hoằng pháp cũng nỗ lực để truyền giảng cho Phật tử những bài thuyết giảng, những cái đem lại cho Phật tử hiểu được đạo pháp rộng hơn, cao hơn và tốt đẹp hơn. Để có được sự phát triển như vậy thì việc đào tạo tăng tài, phát triển giáo dục chính là nền tảng cốt lõi được Giáo hội thành phố đặc biệt quan tâm. Quý 1 năm 1988, tại thành phố chỉ có một trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2 với 100 tăng ni đăng ký nhập học, 15 vị được dự tuyển khóa 2. Nhưng đến năm 2021, thành phố đã có 220 tăng ni đạt trình độ tiến sĩ Phật học, 1.600 tăng ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, 1.800 tăng ni đạt trình độ cao đẳng Phật học, cùng hàng ngàn tăng ni tốt nghiệp trung cấp và sơ cấp Phật học. Cho đến thời điểm hiện nay đó là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hợp tác khoảng 20 trường đại học ở nước ngoài, hướng đến việc phối đối kết để đào tạo các chương trình Phật học bằng tiếng Anh của nước ngoài đào tạo tại Việt Nam để giúp cho các tăng ni sinh không có điều kiện đi du học bởi nguồn tài chính có giới hạn thì vẫn có thể du học tại chỗ và vẫn đảm bảo được cái chất lượng đào tạo đầu vào cũng như là đầu ra. Công tác đào tạo tăng ni nâng cao chính là cánh cửa rộng mở cho việc hội nhập quốc tế, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ số 4.0. Nhận định được thời cơ đó, Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo thí điểm hành chính điện tử từ năm 2018 và chính thức nghiệm thu từ giữa năm 2019. Từ đây, hàng loạt lớp bồi dưỡng, tập huấn khối thư ký hành chính văn phòng Phật giáo các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh được triển khai. Hoạt động Phật sự, công tác giáo dục, hoằng pháp, tăng sự nhờ đó bước sang một trang mới. Nếu như trước đây, mỗi chỉ đạo công văn phải in ấn, chuyển phát nhiều ngày mới đến được các tự viện, thì nay, nhờ công nghệ số, tất cả các hoạt động này diễn ra nhanh chóng chỉ sau vài click chuột, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực. Cơ cấu nhân sự tại các quận huyện cũng được phân bổ sắp xếp lại, đảm bảo yêu cầu về trình độ và đạo hạnh.
Từ đó, sự quản lý từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đến quận huyện và các tự viện được thiết lập chặt chẽ và hiệu quả hơn. Hành chánh điện tử Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đi vào hoàn thiện và cũng đang thực hiện rất là thuận lợi. Và chính vì nhờ cái điều này mà trong đại dịch COVID-19 lần thứ tư xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh rất nặng nề. Tuy là văn phòng thành hội đóng cửa ở tại văn phòng, nhưng mà bộ phận ban thư ký và văn phòng vẫn làm việc trên mạng, giúp cho tất cả những bộ phận hành chánh văn phòng tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí về dụng cụ giấy tờ của văn phòng, tiết kiệm luôn cho người đương đơn cũng như là làm việc nó hiệu quả hơn. Một trong nhiều thành tựu đạt được của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh các nhiệm kỳ 8 và 9 gần đây chính là việc kiến thiết cơ sở vật chất của giáo hội. Chỉ tính riêng nửa nhiệm kỳ 2017-2022, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã giới thiệu đến các cơ quan chức năng xin phép xây dựng mới, trùng tu 35 cơ sở và cấp quyền sử dụng đất 45 cơ sở tôn giáo, đưa số cơ sở tự viện tại thành phố này lên gần 1.460 cơ sở. Đặc biệt năm 2014, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã giao thêm 7.200 m² cho Ban trị sự quản lý, mở rộng Việt Nam Quốc tự tại quận 10 làm trung tâm hành chính, văn hóa và tâm linh mới của Phật giáo thành phố. Việc một công trình lớn gắn liền với những dấu mốc lịch sử thể hiện sự đồng hành giữa đạo pháp và dân tộc được khánh thành và đưa vào hoạt động đúng vào ngày diễn ra Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã trở thành dấu ấn đẹp của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trong 40 năm qua. Thành tựu mà được đánh giá cao và quan tâm nhiều nhất đó là sự phát triển về tỷ số của các cơ sở tự viện. Điều đó đã khẳng định là sự phát triển cái nền tảng tu học tốt của lực lượng tăng ni trẻ. Vì lực lượng tăng ni trẻ có tâm quyết, có tầm và có năng lực học tập, có năng lực giáo hóa, có năng lực tiếp cận với xã hội, cho nên mới có cơ hội để tạo dựng nhiều cái cơ sở mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi có cơ sở mới thì sẽ có đáp ứng được cái nhu cầu về sinh hoạt tôn giáo đối với cái người dân ở trên địa bàn. Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phát triển cũng đồng nghĩa với việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của tăng ni Phật tử ngày càng sâu rộng. Theo đó, công tác từ thiện xã hội trong và ngoài địa phương tập trung vào các hoạt động thiết thực như hỗ trợ bà con khó khăn, khoan giếng cho những nơi bị nhiễm phèn, xây cầu nông thôn, ủng hộ hội khuyến học, trao học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa. Và để chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019, Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã xây dựng 30 cây cầu nông thôn tại các địa phương thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, Ban từ thiện xã hội nói riêng, Phật giáo toàn thành phố nói chung đã ủng hộ trang thiết bị y tế, mở ATM gạo, siêu thị không đồng, hỗ trợ kịp thời người dân với tổng số kinh phí tính đến nay là gần 1.900 tỷ đồng. Số lực lượng tăng ni thành phố chúng ta đông và sự ủng hộ của doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình thì cũng tương đối, nên thành phố làm được những cái kết quả như vừa rồi đó là một cái là sự chỉ đạo xuyên suốt của giáo hội và cũng như là sự đoàn đồng lòng đoàn kết của toàn thể tăng ni và Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Thành phố Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì mới được một cái thành quả cho vấn đề trong những năm vừa qua như vậy. Như vậy có thể thấy, chặng đường 40 năm qua của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh là một bước tiến dài. Từ muôn vàn khó khăn thời kỳ bao cấp phải dấn thân vào hoạt động sản xuất, thì đến nay, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ổn định, xây dựng nhiều tự viện khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học của người dân, mà còn dấn thân nhập thế, sẻ chia khó khăn với bà con cả nước thông qua các hoạt động từ thiện xã hội thiết thực. Thì nền kinh tế Việt Nam đã phát triển thì giáo hội cũng phát triển và đặc biệt là sự thống nhất Phật giáo là một cái khối đại đoàn kết của Phật giáo Việt Nam chung. Đấy. Thì ai cũng tập trung vào đấy nào. Đấy. Thì nhờ có cái sự đoàn kết đó, sự thống nhất đó thì mới có cái thành quả như ngày hôm nay. Và đó cũng là đưa đến một cái sức mạnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đó là một cái đưa đến sự thành công của giáo hội Phật giáo Việt Nam và nó đưa đến một cái thành quả an sinh xã hội của Ban từ thiện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Với những thành tựu đạt được, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh luôn chứng tỏ được vị trí quan trọng, khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu thực hiện và định hướng các hoạt động Phật sự,
phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, góp phần tô thắm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với tất cả các tăng ni và Phật tử toàn thành phố, thì tôi thiết tha kêu gọi tất cả quý vị nên chung sức, chung lòng để xây dựng Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, mà nó xứng đáng với một cái tổ chức Phật giáo coi như là đứng vào trong cái hàng đầu của cả nước của chúng ta. Thì tôi rất là mong mỏi cái sự đóng góp của quý vị, nhất là cái giới mà tăng ni trẻ đầy nhiệt huyết đó, chúng ta nên đem dâng hiến cho đất nước và cho dân tộc cũng như là cho Phật giáo ở trong tương lai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp nhưng đã hạ nhiệt. Khu thu dung và điều trị 300 giường mà thành phố dành cho Phật giáo tại bệnh viện Dã chiến số 10 đã không còn bệnh nhân. Và hôm qua ngày 5 tháng 11, Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã thăm và tri ân tập thể y bác sĩ tại bệnh viện. Tại đây, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh truyền lời của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh, Trưởng ban trị sự tri ân đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và các cơ quan chức năng, đặc biệt là Ban giám đốc và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện Dã chiến số 10 đã quan tâm, hỗ trợ chư tăng ni không may nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát đại dịch vừa qua. Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm khép lại việc sử dụng khu điều trị này. Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh, giám đốc bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn chư tăng ni Phật tử thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ rất kịp thời về vật lực, nhân lực, đặc biệt là máy chụp X-quang và các trang thiết bị y tế khác, giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân. Tại đây còn có 21 tình nguyện viên Phật giáo liên tục trong 2 tháng kết nối và trị liệu tâm lý người bệnh, cung cấp các khẩu phần ăn chay phục vụ bệnh nhân có nhu cầu. Thông tin về Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Tiền Giang sẽ được tiếp nối ngay sau đây. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 11 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức. Theo báo cáo, toàn huyện có 30 tự viện với 65 tăng ni tu học. Dù số tự viện và tăng ni còn nhiều khiêm tốn, nhưng Phật giáo huyện đã tích cực trong công tác Phật sự, huy động được 15,3 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội. Toàn hội nghị và quý đại biểu đã thống nhất suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2021-2026 với 20 thành viên do Thượng tọa Thích Chánh Biện đảm nhiệm trưởng ban trị sự. Còn tại tỉnh Tiền Giang, cùng thời gian này, Phật giáo huyện Gò Công Tây đã trang nghiêm tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 5 năm qua, chư tăng ni Phật tử huyện nhà đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phấn đấu hoàn thành các Phật sự đề ra, tập trung vào công tác từ thiện xã hội với kinh phí huy động hơn 14 tỷ đồng. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nhân sự tham gia Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ mới, gồm 13 thành viên do Đại Đức Thích Nhuận Đức làm trưởng ban trị sự. Bắc Ninh, Kinh Bắc nổi tiếng là đất trăm nghề, trong đó có nghề làm hương đen ở làng Chóa, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. Với sản phẩm đậm hương liệu tự nhiên, người dân nơi đây không chỉ coi nghề làm hương là nghiệp làm ăn, mà đó còn là tình yêu và nét đẹp của một làng nghề văn hóa lâu đời. Một nén thắp đêm, một nén thắp ngày, người dân làng Chóa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn truyền nhau câu này, bởi một nén hương ở đây có thể thắp được đến 12, 13 tiếng. Kích cỡ làng hương, làng Chóa thì là ngắn nhất là 30 phân, còn đến 40 phân, 50 phân, 80 phân, bây giờ là 1m1 và 1m2 để đảm bảo cho mọi người không phải thức đêm để thắp hương. Vào độ cuối năm, những nhà làm hương làng Chóa lại bắt đầu tấp nập cho vụ Tết. Nguyên liệu chính để sản xuất ra hương đen gồm nhựa chám, than hoa, nứa, hồi. Đầu tiên, đun sôi nhựa chám rồi trộn vào than hoa đã nghiền nhỏ. Tiếp đó cho hỗn hợp vào máy nghiền để tạo độ dẻo, sau đó cắt thành từng miếng. Chúng tôi làm hương thì cũng làm được nhiều đời nay rồi, mà các cụ truyền lại thì đến bây giờ thì là chúng tôi làm thì nếu nói về công đoạn thì công đoạn pha chế là quan trọng nhất.
Để làm những cây hương đạt tiêu chuẩn thì cần chọn lựa nguyên liệu kỹ càng. Nhựa chám tốt có màu vàng, không lẫn đất, than hòa không bị lẫn các tạp chất. Làm công đoạn tăm cũng mất nhiều thời gian mà từ tháng 2 bọn em đã phải phơi rồi, đã phải ngâm, mang đi ngâm 3 tháng xong bắt đầu phơi về tầm độ 1 tháng, 2 tháng được thì mới bắt đầu xe chứ. Không giống như nhiều nơi khác, người dân làng Chóa xe hương bằng phương pháp thủ công. Dù năng suất chỉ bằng 1 phần 10 so với làm bằng máy, nhưng xe bằng tay giúp hương bám chắc vào cật nứa, không vỡ, không mốc. Hương làm xong được để trong nhà từ 7 đến 10 ngày, sau đó đốt thử, nếu đạt yêu cầu mới đem bán. Vì bây giờ là chúng tôi làm này là khi pha trộn là nó thành quả, nhưng mà sau khi thành quả thì là nó sẽ cứng lại, cho nên muốn lăn được vào que tăm là chúng tôi phải sôi qua nước để nó mềm ra thì mới lăn tay. Tại sao chúng tôi lăn như thế thì cho nên hương của chúng tôi là nó, một là nó bóng, nó bền, chắc mà nó cháy nó đượm hơn. Có một điều đặc biệt mà loại hương khác khó có được là dù bị dính nước thì hương đen làng Chóa khi thắp vẫn cháy đều. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân, những nén nhang đen còn có ý nghĩa to lớn về mặt tâm linh bởi mang lại sự ấm áp, linh thiêng cho mỗi gia đình và trong các đình, chùa vào dịp lễ. Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.